một khu nghỉ dưỡng tại gần Tràng An và ngay đằng sau Đình Khoa là một cái xe buýt. Tại sao cái xe buýt lại có hiện diện ở đây và trong một cái khu nghỉ dưỡng này? Hãy cùng theo chân Đình Khoa khám phá. Rất là tuyệt vời, thực sự rất là ấn tượng với cả cái nội thất này, thiết kế này. Một đoàn 6 người có thể ngủ ở không gian này, gọn gàng, sạch sẽ. Nội thất bên trong bao gồm giường ngủ, trần được thiết kế bằng gỗ, rèm cửa là các dải sọc ngang mang màu gỗ, tạo nên sự hài hòa, thống nhất. Bên dưới mỗi giường ngủ đều có những khoang để đồ và ở phía bên trên đều có những ngăn khóa riêng để bảo quản đồ đạc của mỗi người. Ở phía cuối xe là không gian của nhà tắm và nhà vệ sinh. Khu vực đầu lái hoàn toàn có thể làm không gian để cà phê, trò chuyện, kết nối, rất thú vị. Theo anh Hà Văn Hưng, chủ khu nghỉ dưỡng Xuân Sơn này, toàn bộ chi phí để kiến tạo nên công trình này hết 260 triệu. Một chuyến xe, một nhịp sống chậm lại để sống sâu hơn, lắng nghe đất trời, hòa nhịp thiên nhiên, cân bằng giữa thân và tâm, giữa cuộc sống và công việc, để đi xa hơn.